Anh làm thơ ơi em biết không em, sầu tư tư nhớ đến mẹ cha đang vất vả ngược xuôi, buồn thiếu buồn thiếu. Da di da da di da da di da di da di da da di da da di da da di da. Nhớ đến mẹ cha đang vất vả ngược xuôi, buồn thiu buồn thiu. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người với Vin ASMR. Xin chào mọi người. Chào mọi người đến với Vin ASMR.
Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường nghe nhạc sến. Trả lời gì đấy trong tim đầy với nỗi niềm. Từ thuở con thơ nghe tiếng mẹ âu ơ. Không phải tại tôi, cha tôi ngày nào gian khổ, đêm đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui trong tim nơi ca tiếng nhạc. Tây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân, chị bán hàng xong. Này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường. Này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến. Sến đây sến nghĩa sến tình, như bóng cười đến không tô điểm luôn à. Xong này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường. Này đôi yên lương bạn bè tha phương, những người muôn phương cùng tôi hát câu nhạc sẽ xem không tô điểm luôn nà. Ông khoe sắm ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xem đây xen nghĩa xen tình, như bóng phơi hình yêu nằm mình ơi. Này anh công nhân chỉ bán hàng xong. Này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường.
chỉ bán hàng xong. Này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi duyên ơi. Xin không thâu biển luôn. À Cường, em nhờ Cường lấy gì à? Cường nó mang bánh không biết gì mà. Thôi em bảo Cường, anh bảo Cường mang thôi rồi gì. Thì em nhờ nhá. Cuối tuần em lấy, hôm qua anh bảo Cường lên. Xúc động mà. Sao? Sắp buồn ra rồi. Không, anh được vợ nên anh mong quần áo, anh thích quá. Quê ta bon trên dặm đường, mà làng quê ta mang ngao suối đeo đội lường. Sẽ cho băng băng qua chiến trường. Chào em cô gái Nam Hồng, giữ tiền bóng rơi đạn nào. Nghe vang vang khu hò chiến công. Kể ca kiểu mình năm sáng to. Người anh trang đêm dài. Ôi cô gái trên đất Nam Hồng,
tranh qua. Hồng mình ơi, theo cơ mình. Sẽ hợp với màu nâu đỏ, màu đỏ. Mình cần lượng thổ lộn bằng đất ven đường. Lộn bằng thổ. Đất mặt đường. Lộn bằng thổ gặp kiếm phong kim. Cái điện. Em đâu kiếm phong kim. Em kiếm phong kim. Ờ đúng. Anh Trung là Hải Trung Kim. Ôi, cái ai mà lại hưng mua? Đúng rồi. Anh có sư vi bao giờ? Em xong rồi vô lộ trong. Nhà chị anh xong cũng đẹp. Giống ai? Quay, đang quay, đang quay. Sao năm chỉ được 14 điểm thôi, năm nay được 15 điểm, sao năm chỉ được 14 điểm thôi? Tôi có người vợ tên là Mập U. Cả ngày chỉ biết ăn và đớp ngủ thôi. Có khi không chịu vậy. Bán được phân rơi à? Không có cái gì không bán được không nhỉ? Ừ. Phân người có bán được. Người không bán được. Bán được anh bán. Bán cái con vợ này đi. Bán cái đổi vợ mới. Vợ cũ hết đát đang yêu cầu muốn bán đổi vợ mới. Người bán. Bây giờ xảy ra cái gì không mà? Có được. Có là nhà đơn không? 3 tầng, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 ban công, 2 nhà vệ sinh. Tủ bếp nóng lạnh điều hòa 2, 3 phòng ngủ, 1 điều hòa phòng bếp. Em biết giá bao nhiêu? 5,5 triệu trên 1 tháng. Sợ lắm rồi. Cái cho xem lại được. Xem phòng đẹp không? Đẹp không? Được. Sạch sẽ lắm. Rất là ok. Trương Định. Cái chương trình gần cho anh. Quá là ok, nên phòng này được. Nhìn thế thôi, đến lúc vào, alo nhà đi xem. Xe này mới. Nhờ, nhà là được. Đặt cọc 10 triệu nữa. Nó ăn là cọc 10 triệu. Nhà chị Thúy bắt đầu cọc 1 tháng tiền nhà 3 triệu 2, nhà này bắt cọc có thể đóng tiền 1 tháng 1 cho thuê dài hạn hợp đồng 1 năm. Nhưng mà vẫn phải đóng là cọc 10 triệu 1 tháng, 10 triệu. Nhà sẽ xe nhỉ? 3 phòng ngủ cơ mà. Mai có xe nhỉ? Nhìn nó bí bí cái gì. Về cho thuê lại anh được. Ừ. Em phải mai đi. Mày đâu? Mày sẽ sẽ đâu? Cửa to này.
có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường nghe nhạc dễ. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi buồn, từ thuở con thơ em tiếng mẹ âu ơ. Phải tại tôi chắc ngày nào gian khổ, đêm đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui, tìm trong nơi khá tiếng nhạc, đây nồng mẹ bao na, kia có quá tình trang. Này anh công nhân, chị bán hàng xong. Này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường. Này đôi uyên ương, bạn bè muôn phương. Những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc xế. Xến đây, xến nghĩa xến tình, như bóng với hình yêu nằm mình ơi. Tôi đi mua quần áo con tôi không có chút chẳng cho ăn gì. Ủa? Nói là giải quyết được thế nào? Tôi có người vợ, tiếng nào mà cũng như một con lợn suốt ngày và kêu đói. Anh chuẩn bị nào được mười mấy nữa rồi. Em chuẩn bị về quê rồi đấy. Cái gì? Em chuẩn bị về quê rồi. Bao giờ về? Mấy hôm nay em bị ấy lại, em về quê uống thuốc. Mấy hôm nữa cuối tuần được gì nữa? Được, xong. Không có đi xét nghiệm nước tiểu. Thôi về quê uống thuốc bắt. Mừng quá, mừng quá. Mừng quá, mừng quá. Sắp được cách ly rồi, giải phóng rồi. Mọi người ơi, tôi yêu em đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để hồn em bận thêm nữa, hay lòng em phải gần bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, mất dù xè khi hậm hực nồng ghen. Tôi yêu em âm thầm và đằng thẳng, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Yêu nào? Tôi yêu em. Cần gì mai bán xem mà cả trên kia được anh được bao nhiêu, thịt anh giờ ngon lắm nên giá lắm. Mai cho xin mấy trăm nghìn quần áo, thịt anh giờ mấy trăm nghìn cân rồi. Có gì để mà anh giờ 50 cân. Người yêu tôi không có gì để mà, người yêu tôi không có gì để mà. Đúng mày không? Thôi không phải ấy đâu, cứ chuyển cho xin mấy trăm nữa tài khoản thì mai dùng thẻ quét cho anh. Còn đồng thang vừa đấy, còn người đồng thang. Thật đấy buồn không? Đủ qua rồi, hai bà chưa? Chuyển xin mấy trăm, xem tấm lòng nào mai quần áo mà không có gì để bằng tập. Người yêu tôi không có gì để bằng. Thôi, sao ba anh chuyển cho mấy trăm nhá? Đấy gọi là tinh thần hứng khởi mà làm được, làm sao được? Trời ơi, tiền tất cả tiền. Tình như này đang vừa đứng giai đoạn nửa đêm rồi dở trứng. Thêm tiền hơn thêm chồng. Bây giờ bán chồng được 1 tỷ. Bán được 100 triệu, 50 triệu cũng bán. Được 1 tỷ chứ. 50 triệu cũng bán. 50 triệu hàng hết đắt rồi. Bán tất, bán tuốt. Bạn thấy không? Vợ mình bây giờ mình có 50 triệu đồng bán, khi vài hôm nữa 500 nghìn đồng bán. Rồi kém quá 500 nghìn đồng bán. Có gì cho không? Cuộc đời tôi không bao giờ nó hết đát, không bao giờ nó mê bét như này. Không có giá trị gì cả. Vài hôm nữa nó khát nước, nó ra uống cốc trà đá 3 nghìn đồng cắm. Cuộc đời ơi là cuộc đời. Đời thằng con trai khi không có tiền trong tay, nó nhục như con trùng trục sống trên cây bộ mục. Anh bị tìm hạnh phúc mới không? Hạnh phúc này không có tiền. Mình đi tìm hạnh phúc mới. Đi tìm hạnh phúc mới rồi. Hạnh phúc này nhìn lâm đi đi gác. Có thể sống một tuần được tranh này chứ tìm vào nữa. Mình phải đi tìm hạnh phúc mới thôi. Thôi em hãy đi về với người giàu sang, còn ánh tay trắng đành ngỡ ngàng. Nào đâu sáng dám ước tình đẹp như người đến trước, bao đêm dài túi phận bọt bèo. Tình nàng trai xin cho đời lỡ một lần thôi, xin câu ơi câu hứa cho đời mãi đời nào. Lại một mùa xuân nữa trôi qua, bao năm năm thuê nơi xứ người, nhớ mẹ già chờ con, mấy đứa em mong anh trở về, vui một nhà chờ đón xuân sang, lặng nhìn chơi xuân lòng nhớ quê hương, ngồi đây viết thư dâng lên mẹ hiền. Đây không hát thì họ hát cho con kiến bò gọi hang. Chương trình giao lưu ca nhạc của Duy Cường và Sắt Đường bắt đầu.
một xe ngã, một xe xoàng. Thưa quý vị các bạn, tại hiện trường ngay lúc này đang có một xe vừa bị xoàng. Không biết tình trạng sao. Đi thôi, chạy xem đi. Chạy camera đi, chạy bao xem. Chạy camera và chạy xem anh ra làm sao. Không, đang quay dở. Chạy vào. Đâu? Em bố em chạy vào nha. Đứng dậy đi rồi. Đâu thế à? Không có gì để ăn nhỉ? Mình người yêu tôi không có gì để mà. Người yêu tôi không có gì để mà. Anh nhìn cái cây kia là về thì mình ra hoa như là nộp rồi. Ra hoa cái trái bởi vì nó gặp người. Anh chịu khó cho nó uống nước mà. Mình cho nó uống được biết dễ cho nó có dễ để em thở được. Em đưa thay bình cho nó. Người yêu tôi không có gì để mà. Đáng nghĩa là phải làm cái lọ cho cái tủ nữa này. Kì, nhà xanh luôn à? Cái này lọc bụi, nó không khí mà. Nhà xanh luôn à? Được đấy, xin chào các bạn. Vợ tôi đang đi. À, một cái kia kia. Thêm một cái này nữa. Hôm nay em đã bố trí cái bếp. Biến cái phòng này thành một cái vườn thực vật. Không phải, sự đa dạng sinh học rất lớn không khí. Và biến toàn thể thành viên trong cái gia đình và cái nhà này thành thú trong một cái vườn bách thú. Những con chim non trong vườn bách thú. Con dê thì ăn gì? Dê thì ăn cỏ, mà dê này là dê núi nhưng dê đặc sản. Dê đi bị cháy đi rồi. Em hiểu. Dê này dê đặc sản. Xin chào các bạn, mình tự giới thiệu mình là cơm dê núi Ninh Bình. Mình sinh năm Tân Mùi. Năm nay mình 29 tuổi. Sang năm là gì? Sang năm là Tân Sửu à? Thêm một Tân Sửu. Tân Sửu à? Cũng chữ Tân à? Ừ. Tân là đẹp rồi, châu mới rồi. Châu này là châu mới, châu thế hệ mới. Châu thời Tân Sửu. Châu 4.0 rồi. Châu này mai sẽ cày cuốc kiểu 4.0. Tốt. Đẹp đấy, làm sao làm đẹp vậy? Nghe cái Tân là thấy thích đấy. Hôm nay năm gì tí nhỉ? Canh tí. Canh tí là gì? Canh, cứ canh này nghe nó khổ. Chứ Tân nghe là thích nhỉ? Cái gì? Tân này là Tân Tiến. Sao mà Tân Xìm? Tân là đổi mới. Một sự là phát triển mới. Cho một tương lai mới. Mầm mống mới. Tôi sinh ra vào năm 2021. Anh có nghe thấy Thủ tướng Chính phủ mới ban hành luật không? Biết. Kết hôn trước 30 tuổi? Luật vừa vậy. Sinh con trước 35 tuổi? Và sinh đủ 2 con mới được hỗ trợ tiền mua nhà các kiểu. Sợ dân số già. Nói chung là tùy từng vùng. Có những vùng thì nó sẽ không như là chẳng hạn như sinh ấy rồi, nó cũng chẳng khuyến khích là sinh như thế. Chẳng hạn như Hà Nội thôi, Hà Nội thì không bao giờ. Vùng quê thì đang khuyến khích. Nói chung bây giờ nó nhiều người dễ ít rồi.
quả nhà trước cửa là núi nhìn thích nhỉ, không vội chắc buồn lắm đây. Chả có gì buồn. Yêu tôi không có gì để mà anh đố em đọc được hết thỉnh kênh cha thì các kênh trong gia đình em đi. Kênh trong gia đình em là gì? Cái ví dụ như là gì tí gì thu quất tuất gì hết. Mẹ mình là Bính Ngọ. Bố Quang là Canh Tí. Canh Tí luôn. Ừ. Chị anh là Kỷ Tị đấy em là Nhâm Thân. Kiểu cũng Nhâm Thân thì sao, thì sao là không bao giờ, thì sao là cái gì, thì sao là không bao giờ, thì sao là cái gì, nói rõ ràng thì sao, thì sao chính xác thì nó chính xác được gì à, em ấy ỉn là giống hệt nhau, ai ỉn là Bính Thân, ỉn mấy cái ấy ỉn là Bính Thân. Em là Nhân Thân, mẹ là Bính Ngọ, chị anh là Kỷ Tỵ, bố là Canh Tí. Không có chữ gì, không, anh không thấy chữ gì đặc sắc. Vâng, theo anh có gì đặc sắc? Chữ Tân, ví dụ như Tân Mùi. Ôi con, Tân trong từ Tân Tiến, Tiến trong từ Tiến Lên. Em trên cờ bạc Tiến Lên rồi chưa? Của chị Hương à? Ừ. Nhìn này. Ấn điều ấn điều của bóng mai này bao tiền? 50.000. Ủa chị mua cho em bóng 100 bông 75.000. Anh đùa thì mua cho 100 bông. Không phải ăn gì luôn. Không ăn gì luôn. Trong này chỉ cần ngửi hoa là chị em ăn gì thì sống. 100 bông này cắm cái nhà này không đủ chỗ mà cắm. Yeah, em nuốt gì thì sống. Ủa này muốn buôn hoa quá mà. Em mà thật mà em mua gì sớm? Mua về không biết cắm hoa, cắm cái này thích tự em trai dùng nhiều cây đánh chị gái tử vong trong đêm. À đâu ấy? Tuyên khoa. Một cảnh yếu này. Đường 384 qua Khói Châu xuống cấp nghiêm trọng.
Này như đó anh còn nhớ buổi đăng trình em đặt tên chung lòng giờ đây biết đồng hay chưa, hay nhắn tin và hỏi để con nhớ thương anh. Bia. Thế là xong. Để em mua xíu. Thế là từ mai em cứ làm cho em 50 cái vào. Được không? Em làm gì? Em làm mấy chỗ. Mai được rồi. Thế thôi. Đâu hôm nay không mai được. Không bao giờ chuyển sang cái kia. Hôm mai em đang muốn việc với em gửi. Ngồi cái này rảnh quá mà chán đúng không? Rảnh quá lâu không về, lâu không về rồi nói không biết ngại. Em có như anh đâu, 2 tháng còn chưa về, còn chưa hai tháng nhưng bởi vì dịch bệnh cách ly. Đừng nói còn gì nữa, đừng có nói đến đâu. Nhưng mà tại sao không được nhỉ? Vâng, chị Mỹ Thanh bảo rau cải ngồng đang được nhiều lắm nên nếm ăn ngon lắm.
hết rồi. Không điện thoại tí nào phải làm gì? Đi nâng quay. Và cũng nâng. Đồ nướng đi không? Ngồi dầu chị Hà cho anh chẳng đỡ rồi. Trên cái còn giữ cái đỏ đỏ không nhỉ, cái phiếu đỏ ấy. Phiếu đỏ hôm qua mình ăn cái này khác, phiếu đỏ là phiếu nào anh giữ cái phiếu ấy rồi, cái là phiếu tiền em đi, phiếu tiền dùng để làm gì nữa. Thank you.